Sáng ngày 5 tháng 9, trường tiểu học Lê Hồng Phong ở xã Hồng Phong đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và khánh thành công trình do Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ. Đến dự chúc mừng cô và chủ nhà trường có đồng chí Nguyễn Đức Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã. Năm học mới này, cô và trò trường tiểu học Lê Hồng Phong được giảng dạy và học tập trong ngôi trường mới do Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ. Công trình có diện tích trên 9.800 m², có đầy đủ phòng học tập, phòng chức năng, phòng làm việc đảm bảo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Tổng kinh phí xây dựng gần 20 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ trên 13 tỷ đồng. Năm học 2019-2020, trường tiểu học Lê Hồng Phong có 17 lớp với 510 học sinh, trong đó có 98 em học sinh lớp 1. Việc ngôi trường mới khánh thành đúng vào dịp khai giảng năm học mới là sự động viên lớn giúp cô và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao nhất. Ngay sau lễ khai giảng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thị xã đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên sân trường và tham quan cơ sở vật chất mới của trường tiểu học Lê Hồng Phong.